Hello, xin chào tất cả các con vợ và các đầu gấu đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và ở ca này chúng ta sẽ cùng chiến đấu với số vốn ban đầu là 50 viên. 50 viên giữa anh em nhé. Với một mức vốn to như này thì anh em hãy cùng theo dõi xem mình có thực hiện thành công cái ca chốt lãi ca kiếm cơm gạo này hay không. Kiếm cơm gạo là sao? Kiếm cơm gạo là chúng ta sẽ chỉ kiếm mỗi ca 5 7 triệu 10 triệu thôi. 5 7 m 10 m vô thôi anh em nhá. Ok, vừa rồi đang bệt xỉu này, gãy trả về tướng tài. Thì anh em biết là vào gì chưa? Vào hồi xỉu. Đấy, tỷ lệ cầu hồi như nào thì anh em biết chưa? Đấy. Tỷ lệ cầu hồi chính xác rất cao. Nên tay này mình tự tin vào tay hồi xỉu nhá. Nhưng mà mình vẫn phải để vốn ở cho những tay thứ hai, thứ ba nhá. Thường nó sẽ ra ở tay thứ hai hoặc tay thứ ba nữa. Đấy. Nên trường hợp tay này nó không ra thì tay thứ hai thứ ba chúng ta vẫn còn phải có vốn chúng ta vào. Rồi, nhưng mà rất may là nó đã ra tay này rồi, đúng không? Cái tỷ lệ cầu hồi thì nó chính xác rất là cao nên anh em không phải lo, chỉ cần anh em có vốn thôi. Chỉ cần anh em chúng ta có vốn thôi. Anh em hiểu không? Xỉu 8 này. Xỉu 8 đúng không? 8 về xỉu này, 8 về tài này. Đấy, 8 về xỉu này, 8 về tài. 8 về xỉu, 8 về tài, 8 về xỉu. Ok anh em ơi, tay trước được to, tay này vào nhỏ này. Và 4 viên thôi, đúng không? Chiến thuật bỏ nhỏ. Chiến thuật ăn non. Anh em hiểu không? Chiến thuật đánh ăn non. Chiến thuật này, à đâu, nó chính xác hơn, nó là chiến thuật cò rỉa anh em nhé. Cò rỉa. Đấy. Tay trước đánh to, tay sau đánh nhỏ. Ok, chúng ta sẽ cùng chờ đón kết quả tài tiếp theo. Chiến thuật cò rỉa thành công anh em ơi. Thành công ở tay tiếp theo rồi. Như vậy là công thức vừa rồi tương đối chính xác nhá. Công thức gọi là lịch sử tài xỉu. Đây. Đây này. 8 xỉu này. 8 tài này. Đấy, thì tay này sẽ là tay 8 xỉu đúng không? Nó chạy 1-1 mà. Bây giờ 9 này. 9 xỉu này. À đâu, 9 tài này, 9 tài này, 9 tài này, 9 xỉu này, 9 xỉu này, 9 xỉu này. Đây có một cái 9 tài thì tay này khả năng làm một tay 9 xỉu tiếp. Thì tay trước là được 4 rồi, tay này mình sẽ vào 2 thôi. Đấy, anh em chơi đánh lúc nào cũng có lãi luôn. Đánh cái chiến thuật gọi là có rỉa, đánh lúc nào cũng có lãi anh em nhé. Anh em nào mà xem được video của mình cảm thấy yêu mến mình, anh em đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, chúng ta cùng chờ đón kết quả tay tiếp theo. Rồi, tay này là không thành công anh em nhé, không thành công. Thì mình với cái chiến thuật cò rỉa thì mình vẫn lãi, vẫn đang lãi là 11 viên nhá, hơn 11 viên nhá, gần 12 viên nhá. Đấy, bắt đầu mình có 50 viên thôi. Mặc dù là gãy cầu nhưng mà chúng ta vẫn lãi. 14 với 6, 14 với 2 đều ra kết quả là chẵn bình thường, chẵn xỉu. Tại đây chẵn tài trả về cầu 22. Ok anh em ơi. Tay này vào 2 viên 8. Ok luôn. Đối với những anh em nào chúng ta mới chơi thì chúng ta nên chia những cái mức vốn của mình sao cho hợp lý anh em nhé. Vốn anh em có 5 viên thì anh em đánh mỗi tay 5 đến 10% số vốn thôi. Chúng ta có thể đánh 200 rưỡi hoặc là 500. Đấy. Một tay. Thế thôi nhá. Em lưu ý như vậy. 3 chấm. Ôi giời. Lên 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 6 rồi mà không 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 bố bố tài này. Cái không? Sao anh em nhá, vợ vừa rồi nó chạy chuẩn này. Vừa rồi chạy chuẩn, con vợ vừa rồi chạy chuẩn này. Đây. Chạy chuẩn thì tay này chạy ngược này. Tay này chạy ngược anh em nhá. Tay này mình sẽ chạy ngược. Phang hết số lãi luôn. Mỡ nó rắn nó luôn anh em ơi, mỡ nó rắn nó luôn, nhờn với anh đúng không?
Kể cả cái số vốn mình đang có này vẫn là mỡ của con game này. Bởi vì sao? Trước đây mình chốt lãi rất là nhiều rồi. Đấy, chốt lãi rất nhiều rồi. Mình tích tiểu thành đại, nó vẫn là vốn của nó, vẫn là mỡ của nó thôi. Đấy, nhưng mà chẳng qua là mình được có những cá trước rồi thì mình tính là thành của mình thôi. Và thực chất ban đầu là vốn mỡ của nó thôi anh em nhá. Rồi, mày lên hộ tao con một cái, lên hộ con một cái để tao thua cái, không thể thua được anh em nhá. Quá uy tín luôn đúng không? Như vậy là bú cái tài 14 anh em nhá. Đấy, chọn công thức rồi. Tiếp tục. Chúng ta lại chiến tiếp. 14 với 5 là đi 19 lẻ tài. Đấy, xa. Được. Ok luôn. Tay trước được to, tay vào nhỏ thôi. Một một viên rưỡi thôi. Không. Một viên rưỡi đây anh em nhé. Một viên rưỡi thôi. Tay này là một viên rưỡi thôi anh em ạ. Tay này mà được thì mình chốt lãi, thua thì mình đánh tiếp. Ok chưa anh em? À đâu, tay này nếu mà thua, à được thì mình dừng, mà thua thì mình, à đâu, thua thì mình đánh tiếp. Được mình dừng, à nhá, quên mẹ rồi. Được thì mình dừng, nhầm, thua đánh tiếp. Ok, được rồi anh em ơi. Như vậy thành công anh em nhé. Nhầm, mình sẽ nói được thì mình đánh tiếp, mình đánh tiếp số lẻ anh em nhé. Như vậy là thành công ở cái công thức vừa rồi rồi. Đây. 11 với 6, 11 với 2 này đều là kết quả lẻ bình thường, lẻ tài này đi lẻ xỉu. Lẻ xỉu phang nốt 9 lít lẻ này anh em nhá. 9 lít lẻ này được thua chốt lãi này. Đánh nữa số lẻ này được thua chốt lãi. Đấy là như vậy mình chia sẻ cho anh em một, cho anh em một cái công thức gọi là mình gọi là chiến thuật cò rìa. Đấy. Chiến thuật cò rìa, tay to tay nhỏ này anh em ạ. Tay kết đánh to, tay tay không kết đánh nhỏ. Thì chúng ta mới chiến thắng được cái anh em nhé. Chứ đánh đều tay thì không bao giờ đánh thắng được. Đều tay năm ăn năm thua lỗ phế. Ok chưa? Chúng ta cùng kết chờ đón kết quả tay cuối cùng này. Rồi ném bát luôn. Như vậy là thừa hẳn 2 chấm anh em nhé. Vậy là cái tay cuối cùng không thành công, nhưng mà không sao, ca này thì mình sẽ vẫn sẽ chốt lại anh em bằng cái chiến thuật cò rìa, chiến thuật gọi là đánh bỏ nhỏ, đánh tay to tay nhỏ anh em nhé. Với số vốn ban đầu là 50 viên, mình đã chốt lãi được 18 viên anh em ạ, lên 68 viên anh em nhé. Anh em xem video của mình cảm thấy hay, đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.